chào Nét Lớp. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Japan Daily Top News. Đây là nơi cung cấp những thông tin thú vị nhất về Nhật Bản, Việt Nam và các nước trên thế giới. Và sau đây là những thông tin nổi bật nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước tiên đừng quên tải ngay app Netlog để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo sẽ tặng Việt Nam thêm 500.000 liều vaccine Covid-19, nâng tổng số vaccine nước này viện trợ cho Việt Nam lên 4,08 triệu liều. Thông tin về lần viện trợ vaccine này được Ngoại trưởng Motegi công bố trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 10. Nhật Bản hiện đã tiêm chủng đầy đủ cho 66,2% người dân, theo dữ liệu từ Our World in Data. Chương trình tiêm chủng của nước này sử dụng hai loại vaccine nhập khẩu là Moderna và Pfizer. Số ca mắc mới Covid-19 của Nhật Bản đang có xu hướng giảm dần, kể cả sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19 vào cuối tháng 9, theo Japan Times. Chuỗi cửa hàng thiết bị điện tử Nozima vừa bỏ quy định giới hạn độ tuổi nhân viên là 80 tuổi, bắt đầu từ tháng 10. Động thái trên đã cho thấy nguồn lao động đã trở nên khan hiếm như thế nào khi nền kinh tế Nhật Bản cố gắng phục hồi sau đại dịch Covid-19. Trong số 3.000 nhân viên toàn thời gian ở Nozima, có khoảng 10 người cao hơn 75 tuổi. Theo tờ Nikkei Asia, công ty này cũng sẽ thuê nhân viên trên 80 tuổi. Những nhân viên cao tuổi này sẽ được trả lương gần 120.000 yên một tháng, tương đương với 24 triệu đồng cho khung giờ làm việc 5 tiếng một ngày và 4 ngày một tuần. Các hợp đồng làm việc hiện tại cũng sẽ được phía công ty gia hạn nếu nhân viên đảm bảo sức khỏe cũng như đồng ý tiếp tục làm việc. Các bạn có biết trò chơi Shinsei ở Nhật Bản không? Đây vốn là board game có tên là The Game of Life, xuất phát từ Mỹ vào năm 1960. Sau khi phát hành, trò chơi đã tạo nên một cơn sốt lớn trên thị trường toàn cầu. Mỗi người chơi sẽ có một mô hình ô tô đại diện, đổ xí ngầu, cố gắng vượt qua những sự kiện khác nhau và giữ cho bản thân giàu có nhất có thể. Đây là trò chơi rất tốt để dạy cho con bạn cách kiếm tiền và tính toán. Mới đây, nhà sản xuất Neo Nissan đã giới thiệu phiên bản đời thực của The Game of Life. Nissan đã mở đăng ký trải nghiệm sự kiện và giới hạn số người chơi chỉ với 2 nhóm và mỗi nhóm 4 người theo hình thức nút thăm. Những người chiến thắng sẽ được trải nghiệm chuyến đi 3 ngày 2 đêm từ ngày 26 tháng 11 đến 28 tháng 11. Trong quá trình chơi, họ sẽ sử dụng ô tô thực sự và máy tính bảng để quay ngẫu nhiên. Đích đến cuối cùng của họ là cố đô Kyoto. Trước tình trạng nhiều nhà máy sản xuất máy móc ở Nhật Bản suy giảm mạnh thời gian gần đây, để truyền lại kỹ thuật cho thế hệ tiếp theo, có một doanh nghiệp đã nghĩ ra một giải thưởng mang tên Giải Grand Prix ngớ ngẩn. Trong cuộc thi này, các công ty tham gia sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất của mình để tạo ra một sản phẩm tào lao nhất. Cuộc thi được tổ chức năm 2020 để hồi sinh một nhà máy đang trong tình cảnh khó khăn. Năm nay, giải nhất thuộc về một chiếc máy tách nhân cơm nắm Onigiri. Đây là loại cơm có hình tam giác, bao bọc bên trong là các loại nhân đa dạng từ cá hồi, mận ngâm đến trứng cá tuyết. Sản phẩm này xuất phát từ ý tưởng, nếu mua phải một nắm cơm chứa loại nhân mà bạn ghét, hãy tách nhân ra. Hạt cơm thì mềm, nhân thì lẫn bên trong. Vậy làm sao để lấy nhân ra mà không làm nát cơm? Mặc dù ý tưởng có vẻ vô nghĩa nhưng đơn vị sáng chế là công ty Celery Kyogo, danh tiếng, từng tham gia sản xuất sân khấu của Tokyo Olympic. Ngân hàng Trung ương Indonesia BI và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã ký gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương BSA, chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10. Thỏa thuận mới cho phép Indonesia hoán đổi đồng nội tệ rupiah lấy USD hoặc đồng yên của Nhật Bản với giá trị tương đương là 22,76 tỷ USD. Thỏa thuận hợp tác BSA giữa Indonesia và Nhật Bản đã được ký kết lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 2 năm 2003 và đã được gia hạn nhiều lần, trong đó lần mới nhất là vào ngày 14 tháng 10 năm 2018 với thời hạn là 3 năm. Tập đoàn sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới TSMC đã chính thức công bố kế hoạch xây nhà máy chip đầu tiên tại Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ yên, tương đương với 88 tỷ USD. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip trong nước giữa cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip toàn cầu. Nhà máy sẽ tập trung vào công nghệ 22 nanomet và 28 nanomet có thể được ứng dụng cho nhiều loại chip khác nhau, từ cảm biến hình ảnh đến mạch vi điều khiển. Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công vào năm sau và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2024. Khi phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội thảo tuần lễ năng lượng Nga ở Moscow hôm 13 tháng 10, nữ phóng viên Harley Gamler của đài CNBC hỏi ông về thông tin Nga chặn nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu để tăng giá. Khi Putin bác bỏ cáo buộc này, Gamler tiếp tục hỏi Nga làm thế nào để thuyết phục các nước châu Âu rằng nước này là đối tác cung cấp khí đốt đáng tin cậy. Ông Putin đã hướng đến các phóng viên Nam và nói: "Cô ấy là một phụ nữ đẹp, rất xinh, nhưng tôi nói với cô ấy cái này, cô ấy lại hỏi cái khác hẳn. Như thể cô ấy không nghe thấy tôi nói gì vậy." Gặp lại Gamble trong một cuộc phỏng vấn khác bên lề sự kiện, Putin có vẻ thận trọng khi nữ phóng viên Mỹ hỏi ông về người kế nhiệm. Tổng thống Nga nói thêm rằng hiến pháp Nga cho phép ông tranh cử thêm nhiệm kỳ 6 năm, nhưng ông hiện tại vẫn chưa ra quyết định. Mới đây, theo tạp chí Forbes, một tin tặc đã dùng công nghệ nhá giọng để lừa đảo và lấy đi 35 triệu USD. Cụ thể, hồi đầu năm 2020, một quản lý ngân hàng tại UAE nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông có giọng nói mà viên quản lý nhận ra là có một vị giám đốc ông đã nói chuyện trước đó.
Vị giám đốc báo tin vui sắp có một vụ thâu tóm và ông cần ngân hàng cấp quyền chuyển khoản số tiền rất lớn là 35 triệu USD. Khi đó, một luật sư có tên là Martin Zener đã được thuê để điều phối việc này và người quản lý ngân hàng đã được nhìn thấy các email trao đổi của ông này với vị giám đốc kia, xác nhận việc số tiền đó cần chuyển đi đâu. Vị quản lý ngân hàng tin tưởng mọi thứ đều hợp pháp và bắt đầu thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó cái lừa đảo đã sử dụng công nghệ Deepfake giả giọng vị giám đốc. Nhà chức trách UAE cảnh báo đây là một vụ việc điển hình hé lộ một loại thủ đoạn lừa đảo mới bằng công nghệ cao. Ngày 15 tháng 10, chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng giới hạn tối đa tụ tập lên mức 8 người ở vùng thủ đô Seoul và 10 người ở những khu vực khác, trong bối cảnh nước này đang tiến tới chuyển sang sống chung với Covid-19 vào tháng 11 tới. Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia đang đến gần, Hàn Quốc sẽ cho phép các quán cà phê học tập hoạt động đến nửa đêm. Các sự kiện thể thao đã được cấp phép tổ chức không có khán giả, nay sẽ được phép có sự tham gia của khán giả với 30% sức chứa tại thời điểm thi đấu. New York Times đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được lấy lời khai vào ngày 18 tháng 10 trong vụ kiện dân sự về cáo buộc cận vệ của vị cựu Tổng thống hành hung người biểu tình vào năm 2015. Việc xét hỏi sẽ tập trung vào một phần vào sự kiểm soát và trách nhiệm của ông Trump đối với các hành vi bạo lực của các cận vệ. Theo New York Times, vụ kiện lần này xoay quanh cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Trump Tower tại Manhattan, New York năm 2015 của 5 nhà hoạt động gốc Mexico nhằm phản đối ngôn ngữ phân biệt chủng tộc của ông Trump trong những ngày đầu tranh cử. Sau cuộc biểu tình, 5 người trên cáo buộc rằng dưới chỉ đạo của Kay Shiller, cận vệ lâu năm cho ông Trump, các nhân viên bảo vệ đã đấm và giật biểu ngữ của nguyên đơn, thậm chí còn làm ngạt thở một người biểu tình. Hôm 14 tháng 10, Hải quân Mỹ cho biết những thành viên từ chối tiêm vaccine COVID-19 mà không có lý do chính đáng sẽ bị buộc phải xuất ngũ thời hạn trước ngày 28 tháng 11. Đây là động thái rõ ràng đầu tiên của Lầu Năm Góc đối với các thành viên lực lượng từ chối tiêm vaccine, điều đã trở thành bắt buộc kể từ cuối tháng 8. Giới chức Lầu Năm Góc đến nay vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết đối với những trường hợp từ chối tiêm chủng trong lực lượng. Hải quân Mỹ cho biết 98% trong số 350.000 quân nhân tại ngũ của họ đã bắt đầu hoặc hoàn thành chương trình tiêm chủng. Dự kiến ngày 25 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 700.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đây là nhóm đối tượng đặc biệt và lần đầu tiên Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn triển khai trên phạm vi cả nước. So với năng lực, tốc độ tiêm chủng hiện nay có thể trong một tuần, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi 1. Loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản cho một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Sáng 15 tháng 10, sau một thời gian hé lộ về hình ảnh, thông tin mẫu xe điện đầu tiên của VinFast là VF-E34 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt qua hình thức trực tuyến. Mẫu xe SUV VF-E34 là thành quả của sự hợp tác giữa VinFast và Pininfarina, studio nổi tiếng thế giới. Đáng chú ý là VinFast VF-E34 được trang bị trợ lý ảo VV sử dụng tiếng Việt, cho phép người lái điều khiển bằng khẩu lệnh Hey VinFast. Với các tác vụ như gọi điện thoại đánh tay, kiểm tra tình trạng pin, chỉnh điều hòa, thay đổi bài hát, VinFast VF-E34 được xếp vào nhóm xe gầm cao hạng C, cùng mức giá đề xuất là 690 triệu đồng và có thời gian bảo hành lên tới 10 năm. Chiều 14 tháng 10, MNVQ, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, sử dụng điện thoại có cắm sạc dự phòng để học online. Trong lúc học, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ làm cháy quần áo Quy, gây bỏng nặng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Ngay sau đó, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát và khuyến cáo phụ huynh kiểm tra các thiết bị, nguồn điện phục vụ việc học của con cái tại nhà để đảm bảo an toàn. Đến nay, chỉ có 19 trên 21 địa phương ở Nghệ An, trừ thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò đã chuyển sang dạy học trực tiếp nhằm hoàn thành kế hoạch năm học. Tuy nhiên, việc học trực tuyến vẫn được các trường duy trì mỗi tuần một buổi. Trước đó cũng xảy ra trường hợp một học sinh ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang học online. Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trưa ngày 15 tháng 10 vừa có quyết định khởi tố bị can Lo Phò Phèn, sinh năm 1975, trú bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng này là kẻ đã nhẫn tâm bán chính cô con gái ruột qua Trung Quốc để có tiền phục vụ chữa bệnh vào thời điểm tháng 9 năm 2018. Thông qua các môi giới, con gái Phèn bị người đưa qua biên giới trót lọt bán cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền là 40.000 nhân dân tệ, khoảng 120 triệu đồng. Riêng Phèn nhận 110 triệu đồng. Chỉ huy công an huyện Mỹ Đức cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu cơ quan công an, ngày 1 tháng 1 năm 2016, Tuấn Anh có mượn anh ca, trú tại huyện Mỹ Đức, chiếc xe máy Honda SH. Nhiều năm trôi qua, Tuấn Anh không những không trả mà còn bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, Bùi Tuấn Anh từng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án tội cướp tài sản, 1 tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15 tháng 10, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng vào ngày 14 tháng 10 của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Sơn Ca Phát nằm trong con hẻm đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Do bên trong xưởng có nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 15 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ có mặt để tiến hành chữa cháy.
đến 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Liên quan đến vụ ngộ độc rượu ở huyện Nhân Trạch, Đồng Nai sáng ngày 15 tháng 10, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin thêm về vụ việc này. Theo đó, vừa qua tại huyện Nhân Trạch có 2 vụ ngộ độc rượu công nghiệp xảy ra tại bữa tiệc của một hộ dân và một tại doanh nghiệp tổ chức sinh nhật. Tổng cộng có 19 người tham gia thì 17 người bị ngộ độc phải đi cấp cứu, trong đó có 3 người tử vong. Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết sau thời gian giãn cách xã hội, một bộ phận người dân đã có tâm lý thoải mái tổ chức ăn nhậu. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cơ sở tăng cường tuần tra, xử phạt các vi phạm về phòng chống dịch Covid-19, nhất là tuần tra các vi phạm trong việc tuân thủ nguyên tắc 5K ở nơi công cộng, khu dân cư. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Shaman Daily Top News ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Xin chào Net Love.